Hello. Hello. Và ta nói được rồi. Lạnh à? Lạnh là tắt cái đó. Ấm lại khúc giữa thôi. Lâu lâu có một chút gió cho nó mát mát. Kêu mấy Quỳnh tới bữa nào có chuyện kể. Bữa nào cũng mừng lắm. Là chiều à? Mất Quỳnh tới à? Không, không mấy nhân. Kêu ông tới trời. Là chiều sáng. Ông nói ông lên được một cái label. ông ngồi thiền ngay chỗ chỗ nào ta, cái chỗ đó mình kêu gì, ngay chỗ mấy cái sáng nữa nào đó, cái chỗ đó chỗ mà sư phụ hay cái nhà bên thư viện đó, sư phụ thư viện mà phía sau lưng thư viện stream. Hả, chỗ sư phụ mới livestream vào tuần rồi. Nhờ cái bàn đá đó, đó là tốt ngoài góc đó. Sư phụ nói chuyện với con là ngay chỗ miếu ông Sơn Thần mới, đúng không? Nhưng mà khi ông vô ông nhập định á, thì ổng thấy ngoài sư phụ với Ngân ngồi bàn chuyện, ổng còn thấy thêm mấy chục người ngồi xung quanh sư phụ nữa, mấy chị hộ pháp. Ổng lên cái level rồi. Ổng nhắm mắt ngồi thiền nè, ổng còn nghe được sư phụ nói chuyện, nghe lào xào nữa, nghĩa là bữa nay ổng tiến bộ rồi đó, ta giỏi rồi. Thì xong á, thì sư phụ đứng lên thì ổng thấy hào quang sư phụ 90 dòng như nè, mà sáng ông nói là super bright luôn, ông nói vậy đó. Rồi hào quang mà tứ tứ lên giống như bóng có bông vậy đó. Cái đó thường chỉ có anh bắt là một người duy nhất trên núi mình thấy thôi. Mà bữa nay thêm một người thấy hào quang với sư phụ, ông nói là chưa mời sư phụ. Ông nói là you are real. Ông Edwin không bao lâu á, ổng có thể tiếp xúc được như bà trên đó. Trên con đường ổng mà tu tập kiểu này đó. Tại vì tại sao ổng làm được mà cao đồ mình làm được? Mình đang muốn nói đây là mình muốn chặt cao đồ với chọc lan mà luôn không? Này đúng không? Này chắc khỏi miễn bạc khó được. Ai còn yêu đời quá sao được? Hả, như buông bỏ như kiểu ổng. Sao? Tại bữa nay hồi chở ông đi về KMT ngồi thiền một chuyến đường thôi là ông kể một đống. Ông hiện giờ ông ở đây, ông có hàng con, ông đang lo sắp xếp tài sản ông giàu hết, ông chỉ muốn ngồi thiền thôi. Cho nên con người ông khi mà muốn buông bỏ đó, ông có nhiều nhà cho mướn 7-8 cái luôn á, rồi đất ổng có nhiều lắm. Mà bây giờ ông buông á thì ông mới được cái thiền đó. Nghĩa là cái tâm mà ổng bây giờ không còn muốn đụng tới đời nữa. Ông nói giờ ông chỉ thích ở Thiên Long Sơn thôi. Bữa giờ ổng để cho Ngọc Anh đó, ổng cứ gọi qua gọi về. Bữa nay ổng tính về, cái bữa nay ổng gặp sư phụ, cái ổng đòi ở lại nữa. Ổng đòi với ông ở lại nữa. Nhưng mà ý là nói á, tại sao ổng cũng cỡ bằng tuổi Bắc Ngư. Bất Ngư thì còn đang kích động với việc cộng không? Bất Ngư khó mà đạt cái thiền định như kiểu ông này đó. Ông gặp nhiều gì đó, trong cái cảnh giới kia đó, ông thấy được nhiều thứ lắm. Thì ông sẽ có một ngày sẽ thấy thực chán mẹ. Nếu mà ông continue go on đó, ông sẽ improve. Bữa nay ông thấy được chân tướng của sư phụ rồi. Ông nói sư phụ không phải là gì, ông nói sư phụ giống như là một người invisible vậy đó. Nhưng mà sư phụ đi đâu rồi, giống như một cục ánh sáng khổng lồ moving vậy đó. Nhưng mà trong cái thiền định của ổng biết cái đó là sư phụ. Anh kia ông tới ông kể, mỗi ngày ông thấy gì đó, ông ghi xuống cuốn sách. Bữa nay ông nói ông rất là surprise. Bất Ngư gắn vào thiền đó, cười gạt đó. Ngồi nổi không? Trước đây cũng ngồi đã thấy được xung quanh hết rồi, nhưng mà bị lúc đó nó ngặt cái là hai đứa nhỏ nó như không nhà nước cấm nghề, rồi vợ chồng tôi nó ngồi sống đó, cho nên rồi
mà năm thứ hai của năm thứ ba của đại học ra buộc lòng phải buông để mà lo kiếm tiền, vì lúc đó không dành. Đó là sai, mình đã giải thích, họ thiền đã giải thích. Mỗi người nào có cái nghiệp của người đó, nghiệp của đứa con, nghiệp của đứa con thấy được chung quanh là sắp sửa đi về trời rồi, còn bị đứa con á, nghiệp nó kéo ngược lại, uổng quá, uổng quá. Cái đó là 1 tỷ đô mua cũng không được, kiểu ông Edwin có ngày hôm nay á, rất là khó, không phải dễ đâu á. Thấy người em họ đi rừng rượm nước ở mặt tôi, Mỹ có, Việt Nam có, trong khi thấy người em hả? Ồ, còn quét bên ổng thấy mấy ổng thấy ông A Hồ, ổng thấy được sư phụ, ổng đâu thấy người em đâu. Bị gì lúc đó không? Cái đó khác là nghe coi chừng. Tại ổng tu theo kiểu sư phụ dạy ổng, tại vì mỗi lần mà ổng gặp sư phụ á, ổng ngồi ổng thách nốt xuống, ổng hỏi là sư phụ biết ông này là thiệt sư phụ không nói ai, ổng như kiểu mà tôn ngộ không kêu tâm tạng sư phụ. I saw this kiểu diễn tả là sư phụ biết y chang luôn. What I should do, should I communicate with them or should I follow them? Tại vì lúc mà này là quan trọng, sư phụ chỉ không kỹ, ổng bị mấy tiên nữ kéo ổng luôn á. Sư phụ nói no, just ignore everything and be who you are, stay where you are. Sư phụ sẽ, tại vì thường thường như nói ổng một cái á, ổng sực tỉnh liền, ổng hiểu. Tức nghe là những cái ổng sẽ gặp phải, giống như ổng có thể ngồi ngay chỗ này đi, rồi ổng vô định. Nhưng mà trong cái định á, ổng có thể ngồi in the middle of ocean, nhưng mà đừng có sợ là mình bị lọt xuống nước. Hay là ổng có thể ngồi in the middle of black hole, hay là ngồi trên cái miệng giếng mà nó không lọt xuống cái giếng. Nó có những cái đó, nhưng mà đừng sợ gì hết, hiểu không? Nó cũng y như là 3D movie vậy đó, giống như là con cắt cái hình ổng mà con để lên ngay chỗ một cái nước xoáy ở ngoài biển, nhưng thật sự không phải, ổng ngồi trên cái ghế, nhưng mà trong cái định đó, cái thằng hồn nó đi nhẹ để thằng hồn trấn an ổng, cho ông đừng có lo, cho với gái ổng chút chút. Nên bữa nay ổng đòi ở lại nữa, má ông thích quá rồi. Con mấy con cũng giỏi lắm, làm PhD á, con có PhD ở Apple á, bữa nó có lên núi mà nó thì con này cũng có hiếu, nhưng mà nó không tin tâm linh. Họ thiên mình thì phụ có người đệ tử đầu tiên được vào sơ thiền quả dự lưu. Nghe khi quả dự lưu á, nếu mà về được tầng trời á thì ít nhất cũng là thanh văn và duyên giác hồi xưa, nghĩa là ở tầng số 7, số 8 không còn trong dục giới. Hãy bây giờ, tại vì những cái mà mình đạt được á là nó đang ở thế gian này. Giống như trong quân đội, một cái người lính mới về nhập ngũ mà nó anh dũng á, nó diệt một lượt 10 chiếc xe tăng, cũng giống như anh Quốc ơi á, là ở trong bộ tổng tham mưu của ông Thiệu là đang mày mà về tới tăng thứ nhất là cấp lên hàng thiếu úy liền vậy đó. Có nghĩa là ở trận đang đánh ở ngoài đó, là ở đây tổng thống đã thăng chức rồi, hiểu không? Thì mình cũng y như vậy, ổng cũng y như vậy đó, là ở trên kia ổng có chức rồi. Mỗi ngày chúng ta làm cũng vậy, mỗi ngày sư phụ làm vậy là ở trận đó, là cha. Tại sao ở trong cái clip có bà đó bác thiệt rồi, bà thấy sư phụ đi với cha rồi là một thiên tử, có clip của cái bà Việt Nam gì mới đây nè.
Nhưng mà những mà hàng đệ tử á, mà ai mà cũng như ổng á, là lúc đó mấy con mới thương sư phụ nhiều hơn. Sư phụ hào quang sáng rực rỡ lắm. Một là ngày chủ nhật lên đỉnh núi ngồi mấy chục đệ tử là cho energy từ hứa. Về ngày thứ hai sư phụ phải ngồi thiền nguyên ngày. Qua ngày thứ ba rồi vô làm, thứ hai cũng có vô làm, thứ tư ảnh ra đây ca để cho điển thanh tiếp tục. Mình nói nhiều quá mấy này ta nói mình mê tín quá, mình nghe nhà mình nói nghe chơi đó. Thiệt không có con. Gặp sư phụ là chỉ có nhận smiling thôi. Có điểm thanh là smile rồi. Đó thì sư phụ tất cả những gì sắp tới tôi nói chứ. Ví dụ thư của con tôi nó ở trên DC đó, tôi nói 2 ngày nữa nhận thư nghe, đúng 2 ngày nữa thư tới. Tức là biết được những gì sắp xảy ra luôn. Đó là hai thứ biết. Biết là hiện bây giờ đang có cái lực đó. Dạ không, từ đó rồi tôi lo việc kiếm tiền để mà nuôi con thì rồi lãng đi thời gian giờ tôi ngồi lại rất là khó. Nhưng mà tôi nhận ngàn lời sư phụ Việt Nam chắc tôi ngồi lại được. Giờ cái túi này là đâu cần đi, mình có cái núi thiên điển thanh không à, chư thiên chư Phật ở trên thiên không sơn đầy. Thay buổi sáng á, hay là chờ cuối tuần lên núi chơi, ngày thường ảnh lên đó cứ ngồi thiền nghĩ gì đó, để thấy được ai thấy, làm bạn với chư thiên mà vui, làm bạn với mấy ông lòng quần ở trong chùa đó, phàm quá. Mình có thiên đàng hạ giới thì mình làm bạn với thần thánh rồi, còn làm bạn với ông thầy với tên gì? Không nhớ, không biết, bị thấy mặt hả? Thấy Nhẫn Chí. À, mấy cha thầy Nhẫn Chí, cha cùng cùng điển lý ông đó tên gì? Ông đó Minh Nhất. À, thằng là bạn với Minh Nhất làm gì, ông đó cũng bị mắt cộng. Trên núi tờ là chư thiên ông làm bạn, là bạn với Minh Nhất làm gì? Ông đi là niễn ông đó. Ông ở đâu tới chùa vậy ta? Ông ở trên Kim Sơn hả? Dạ. Chắc bị đá xuống, chạy xuống Kim Kiệt. Mình là chứa hết ở trên Kim Sơn đổ rác rồi mình lượm hết cái gì mà không ở trên kia làm lỡ giọng không mới cho ở, còn mình là đâu cần đâu. Hiền là ok, đừng vô đốt đốt chùa nữa. Chùa đó có mấy rượu tờ, nó đang xây apartment cho đám thách la. Tại vì Freeman nó là gọi là trái tim của Silicon Valley, nó cũng có cái giá trị của Freeman. Cái đất đó gần 5 acre, nó tính cái mua cái building đó đó là để nó xây nhà mà apartment ở cái tổ thách la chỗ đấu bán tao chùa mà. Như hồi xưa xe nó đành nhiều quá, nó tính mượn cái đất đó để mà nó đậu xe đó, cũng không cho luôn, nó mướn á. Nên đất có giá trị dữ lắm á, gán giữ đi, gán tu cho giỏi, thành Phật. Cái phần nhắm mắt là ở đó là cũng giờ cũng là 18-20 triệu. Còn mấy cái bàn dông á thì dễ kiếm cái nhà cũ cũ, thỉnh mấy dông về là nó ăn tân gia nhà mới rồi nó còn khoái nữa. Cứ quan trọng là ai là người giữ. Bây giờ sư phụ đi mua chùa thế gì, chùa giờ ở đây nó bán quá trời. Giống như chùa của ông gì mà nghe cái đường Jacqueline kế tiệm mà chết rồi xin hả. Bữa hổm là chùa, bữa nay nó sơn là màu xanh bán. Trước khi bán gọi sư phụ. Bây giờ có nhiều nơi cũng bán nữa. Ở đây là bán chùa nhiều lắm. Nhưng mà mình giữ cái đó thì mình gán giữ được từ lúc nào tới lúc đó. Cái này tôi không thấy mấy dòng nữa rồi. Tôi ngồi từ từ cái trong tâm tôi chứ tôi cũng tự mình làm tự hành thôi chứ không phải ngồi giống người ta. Ở thật sự ở chùa đó hiện bây giờ có ông Linh Nhẫn là phó chủ trì, ông cũng tu giỏi lắm, ông cũng người hiền,
Chỉ con kể lúc ông sống là ông lì lắm. Lúc mà khoảng năm 2015, 16, 17 ông mới chết khoảng nhiêu? 18 à. 18 ông chết phải không? Thì trước đó cho hội biết thua thiên tử mỗi ngày qua để mà giảm pháp cho ông. Tại thế ông cũng giỏi. Nó thầy, thầy biết tôi là ai không? Ô chú là chú Kiệt chứ. Tại ông tu hoài mà ông không có thấy gì hết. Mà tối ngày ông tinh tấn đọc kinh, kinh hành rồi thiền hỏi bảy đi à, tức là nó là tu, không phải tu bằng ẩu. Nhưng mà ông tu xài bé. Tối ngày cứ nghĩ là A Di Đà Phật để giảng sanh không à, tâm bất loạn. Thầy Linh Nhẫn chùa đó ai mà không biết. Mình đã biết ổng cái này là không có. Mình đã nói rồi, trước khi ông chết mình nói rồi. Thầy nên ngồi thiền, thầy nên dẫn cái lối tu dẫn y chang, chỉ là đổi chút xíu thôi. Cũng giống như ổng nấu canh chua mà thiếu me vậy, nó không có chua. Để thôi kêu chút me vô để ra nồi canh chua, ổng không có tin. Thì thầy cứ thờ Thượng Đế đi, rồi thầy ngồi thiền chút. Thầy cũng dẫn là à, Phật A Di Đà có thiệt, Phật Quan Thế Âm có thiệt, Quan Thế Chí có thiệt. Mà mình cố gắng để chỉnh ổng mà chỉnh không nổi. Cuối cùng giờ ông chắc ổng cũng giờ cũng trong chùa đó. Cho nên là lâu quá mà Bác Ngư hay là ai mà trong chùa mà thấy mà có ông thầy mặc áo cà sa là ổng đó đó. Cũng là một cái hồn ma là tu tiếp. Con nhớ rồi. Lúc mà con trước khi ba con về Việt Nam đó thì con bị xỉu nằm thì thấy người lớn mà đậu mão á con chống nạnh nhìn con cười cái bỏ đi ập áo vàng phải không ảo vàng thì ảo đó thì nó thấy thầy Linh Nhãn cứu tôi. Tại vì khi mà sống mà tôi không đúng cuối cùng cũng vẫn là một người tôi tiếp tục nhưng mà không có thân người thì bây giờ ổng cũng vẫn còn ở đó. Cho nên ngựa nào mà ổng thì dĩ nhiên quen với bảy thân rồi phải không, ổng cười phải không, ổng không có phán gì mình hết, cái bộ nói chuyện với ổng hả, ổng vẫn ở đó. Chứ còn nếu mà ngày xưa ổng mà nghe lời cái bộ á, bây giờ ổng đi về trời rồi, ổng đâu có làm cái hồn ma trong chùa Phim Banh làm gì, công nhận không. Còn nữa, còn nhiều bài nữa, trên đó nhiều hình lắm, hình toàn là Phật tử hồi xưa mà, hồi xưa cái chùa đó năm 2008-2009 hả, mỗi lần mà phá tu á là cả nghìn người bây giờ lên bàn thờ hết. Ý là uổng công một đời tu hành à, có Bồ Tát giáng trần, có thiên tử sáng trần độ cho không nghe, tại vì ông mất cái duyên rồi. Chú kia không à, cứ như vậy không. Trong khi ông kia kiểu nào thì thượng mới chắc, nhưng mà thượng muốn đặt cho ông cái tên thiên nhẫn để ông làm đệ tử mình, để ông được về. Ông chịu thôi. Về nói chuyện nhóm nghe đi. Hôm nay muốn độ ổng á cũng được chứ hỏi gì, nhưng mà không biết ông chết còn lì không ta. Bữa nào hỏi ổng thử coi, giờ ông là phó chủ trì chùa Phiên Minh nhưng mà không có cái xác, không biết còn lì chứ xưa ông lì dữ lắm. Đứng chống nạnh là nhìn ổng cười cái đi à, đi à, mà thấy rõ ràng phải không, rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy làm lạ đó rồi, tôi đang bị tai nạn, ông đến thì cứ mười sao chứ làm sao mà bỏ đi cười. Nhưng mà khi về bển rồi hết bệnh rồi tôi nghĩ lại có lẽ là không biết điều tốt. Thì ông là người tốt chứ không phải gì hết, nhưng mà đâu phải là tốt là đủ đâu, tốt phải có chánh kiến. Phải hành. Nó khi có mình đừng có chắc. Ví dụ có một người, người ta nói cái gì hay hơn thì mình phải nghiên cứu. Chứ còn ổng cứ tin là tối ngày ổng đọc kinh, ngồi thiền, ổng đi kinh hành vòng vòng ở ngay chỗ chánh điện đó, ổng làm ngày suốt cả ngày luôn vậy đó à, mình thấy ổng tu thì cũng là tinh tấn đi. Trong Bát Chánh Đạo ổng là có chánh tinh tấn á, nhưng mà ổng không có chánh tư duy, thiếu món. Ông lại dám nói khủng khiếp luôn. Everyday lâu lâu người ta có khóa tu á là mới lại dám nói, ông lại mỗi ngày. Cho nên tụng kinh vô lượng thọ
thì mấy cái đó không có tác dụng, cũng ok thì tu là gọi là tốt chứ không có gì hết, nhưng mà tu không có đúng cách nó cũng y như là mình làm cái gì hoài mà không có thành gì đó, thiếu chút tự vì cứng đầu. Nói chung tóm tắt lời, ổng bị cái bệnh gọi là gớt lì cứng đầu, không bao giờ tin Thượng Đế. Lúc ổng sống là mình đã có cuốn kinh Thiên Tâm rồi, mỗi lần đưa ổng đọc dục bên làm những cái kinh địa mẫu, tức là ổng còn thủy, ổng không tin mình. Rồi ổng cũng không có tin sư phụ là một người reincarnation nữa, sư phụ là người incarnation tái sanh, ổng chỉ tin mấy ông thầy Tây Tạng là tái sanh thôi. Ổng không bao giờ tin người Việt Nam mình có người tái sanh. Bảy có tin không? Hồi xưa đó, mỗi lần ăn cơm với ổng mình try để mình giúp ổng, nhưng mà cuối cùng giúp được là vì cái tấm chấp và lì. Cho nên bây giờ thằng con ma ở chùa Kim Mai. Bây giờ con lâu lâu con thấy cái bóng bằng áo vàng. Ổng á. Cho nên sư phụ thương ổng, rất là thương, nói hiện giờ nói cũng thương. Nhưng mà khi mình chấp và mình dính ở cái level đó luôn, thì khi thành ma nó cũng ở level đó. Mình lên trời không là lúc mình còn sống. Cho nên qua cái bài học bữa nay á, mà mấy con hiểu được á, lúc sống mà gặp sư phụ, gặp cha, gặp mẹ, gặp bạn đạo, gặp họ thiên là phải trân trọng, phải quý. Và mỗi một cái idea của lẫn nhau á, mình phải tôn trọng. Chứ còn lúc mà sống, người ta đâu phải ai cũng bận rộn, ai cũng có cái tự ái của lẫn nhau. Tu là tự ái đúng không? Cũng còn đúng không? Thì người ta thương mình, người ta nói những cái lời hay đẹp, làm ơn nghe. Còn không nghe thì cũng phải coi cái người này nói cái gì. Sư phụ thương lắm, mà mỗi lần đưa kinh điểm kinh Thiên Tâm, mình có kinh điểm mẫu. Bữa nào thầy đọc này, ổng đọc Vô Lượng Thọ không? Với lại ngàn vị Phật á. Với đọc Địa Tạng là ông đọc giỏi lắm, mà nói tới cha tới mẹ là ông không giờ tin. Ông còn thua Thiên Huệ, tức là má của ông Trinh, thua ông Thiên Ánh nữa. Tại vì lúc ông chết ông mặc áo vàng thì giờ thành con ma áo vàng. Còn lãng quẩn mà mấy con thấy nghĩa là ma rồi, còn gì nữa, đúng không? Chứ còn thành thần, thành thiên Bồ Tát, thành tiên, thành thánh là đi mất tiêu rồi. Ủa nghĩa là ông tu rất là cực đoan, ông thi tu theo cái kiểu thầy Giác Nhàn á, dương chạy trong thầy Giác Nhàn qua San Jose nè. Ông đó là chuyên môn tịnh độ giảng sanh. Cái đó nó cũng có nha, nhưng mà có những vị mà người ta Bồ Tát tái sanh xuống á, người ta mới giảng sanh được. Còn ổng á, ổng có nghĩ là ổng giảng sanh. Ông nó quậy lắm á, quậy 70-80 độ. Thầy tin nhắn là tử ông đó. Nên đi lộn thầy á, đi vậy. Sáng sư phụ có giải thích cho Edwin biết, mình biết mình lắc kỳ á. Có nhiều người Mỹ á, người Mỹ ở Âu Châu, mấy tỷ phú ở Mỹ hay là ở Thụy Điển hay là Pháp hay Đức, họ rất là mệt mỏi với tiền bạc, họ không có cần tiền bạc, họ đi tìm một cái gì siêu nhiên hơn, thì họ phải đi qua Ấn Độ ăn dầm mở về, ngửi bụi của Ấn Độ, ăn đồ curry của Ấn Độ để tìm mấy ông thầy Tây Tạng. Tại sư phụ đi vòng vòng bản sư phụ gặp mấy ông đó nhiều lắm, nó có nguyên cái làng người Mỹ ở không, họ mới ở cái bao lâu 6 tháng rồi chi vậy. Tao tìm một vị thầy dạy đâu ngồi meditation, mà con nít của nhỏ nhỏ trẻ đồ không có, dân college cũng đó, giống như ba lô mà
ba lô cái gọi là gì ta, hả? Tay ba lô hả? À, cái này là Âu Châu ba lô, thằng cái ba lô mà đi ngủ bờ mới bụi tìm thầy Tạng để học đạo. Mà mình nên nhớ những cái vị reincarnation của Tây Tạng là Rinpoche đó là ai cũng có thiệt. Ngài Đạt La Lama 14 lần là thiệt, không đâu có thể nói láo được. Nhưng mà đó là dạng gì mới không biết, cướp xác. Tại sao mình gọi là cướp xác? Là từ gì khi mà ông tu ở một cái những cái vị Rinpoche tu ở một cái level rất là cao, họ muốn trở lại để tu tiếp, để tiếp tục để mà đi giảng pháp. Giảng pháp là để làm một vị thầy giảng pháp để dạy đạo, để tạo nhiều công đức nữa. Thì họ control được cái thân trung ấm là theo kim cang thường mật tông á, thì khi họ bỏ cái xác già đó, cái xác già đó họ cho là ok departure cái này rồi, cái họ mới trước khi họ bỏ cái xác đó thì họ biết ở nơi kia có một cái người cũng, tại vì họ phải vô cái hệ phái Tây Tạng, họ có thể đầu thai thành người Việt Nam được. Tại Việt Nam thì họ sẽ phải học lại cái lối tu của Việt Nam rất là khó, cho nên họ đã quen đọc kinh Tây Tạng kiểu tu tập Tây Tạng rùm beng beng đại thác, thì họ phải cứ Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng. Cho nên những cái tái sanh tại sao nó không có áp dụng ở Việt Nam hay ở Tạng mà lại chỉ có Tây Tạng không, là vì những ông thầy Tây Tạng trước khi mà quỷ cái xác già không ăn đúng được 90 tuổi rồi, bệnh tật rồi này nọ nữa, còn không có tu tập được nhiều nữa, thì họ phải chấm cái thần hồn của họ, có thể ngồi thiền, ngồi xuất hồn, họ biết được ở nơi đó cách đó khoảng 100 cây số hoặc là 300 cây số về hướng đông bắc gì đó, có một cái bà Tây Tạng, bà đang mang thai một cái thằng bé boy, thì thằng hồn ổng khôn rồi, ổng có thể biết được người đó đang có bầu vậy. Thì nhưng mà khi nên nhớ cái luật Phật, khi giữa người chồng và người vợ intimate với nhau, đang hăng ái với nhau là sanh ra thằng con trai, có nghĩa là cái thằng con trai đó là ân ái với cái người mẹ của nó thì mới mới có bầu với nó. Nhớ ngược lại cũng vậy, cũng giống như con là con gái thì cái ngày và cái thời khắc mà con nằm trong cái bụng mẹ của con á, thì là con là người ân ái với cha con á, đẻ ra con đó là thiệt vậy. Mà thì nó đã có cái thằng hồn sẵn rồi đúng không, thằng hồn thằng boy chứ ông không có vô mấy cái thằng hồn phụ nữ, mấy ông thầy ta tạng giỏi á, thì kick out cái thằng boy đó. Hey, cho mày đi kiếm chọn nhà khác để cho tao mượn cái này, tại vì ổng tu tập ổng có cái lực mạnh hơn là người bình thường, thì có phải là cướp xác không? Còn nếu mà ổng mà từ đầu mà ân ái thì vô cái bào thai 9 tháng 10 ngày á, sẽ mất đi hết những cái kiếp mà ổng đang đạt được rồi, ổng đang là viện trưởng rồi, ổng sẽ quên hết, quên. Cho nên phải dùng cái chữ mình gọi là hơi nặng nhưng mà thật sự là cướp xác, đuổi cái thằng kia đi, tại thằng kia là nhà trước mượn cái baby đó trước, nhưng mà ổng bây giờ nói hơi mày tao tu mà cho tao mượn cái xác này đi, nhưng mà cái đó khác nào cướp của người ta, nó cứ cứ thế. Cho nên mấy ổng nhớ được đến khi mà ổng dặn đệ tử ổng đi về hướng đó, chỗ đó, địa điểm đó, nhà đó, mày tìm tao lại nha, mày đem mấy cái đồ để tao nhận dòng chuỗi của tao, những gì tao đo ấy là vô cái tháp baby, nhưng mà ổng không có quên, làm sao quên được, là tại vì cướp xác sao quên, có khi đầu thai mới là quên. Cái chỗ mình muốn nói chỗ này là đa số mấy ổng là vậy, ý còn khác cho bộ cái xác phàm này 170 pound này cũng là thiên tử, cái chân linh này là một cọng tóc của thiên tử đang ở trên trời với đang ở dưới trời, hai câu chuyện khác nhau, có hiểu không? Rồi những cái gì đó phải tu lại một baby thì họ mới có được giỏi nhất, là như ông thầy chùa Phi Minh là hiện giờ chùa thấy còn có 3 dòng, bữa giờ ông đi đâu tùm lum dính trượt cái gì nhỉ?
Con sư phụ là giống như kiểu ông Edwin nó thấy. Mà giàu cho những gì có lỗi lạc siêu cỡ nào, cũng là một vị thầy, là cũng có một đống đệ tử, có thể có trăm cả ngàn đệ tử, cũng có thể làm chủ trì một cái chùa, cũng tạo nhiều công đức, tay kéo nhiều người tu là nhiều công đức. Nhưng mà mấy vị đó đâu có khả năng, đâu có cái power, đâu có cái ấn chứng của hội đồng chư Phật, đâu có cái lệnh của Thượng Đế để mà lập đạo, mà hiểu không? Vậy mà tại sao thầy Linh Nhẫn, những Phật tử chùa Phim Manh thời xưa gặp sư phụ thì chửi, cứ sĩ giả, còn gặp mấy ông thầy ta tạng chỉ rìa là dạng Jesse là Rambuche thường thôi, tái sanh có một hai lần là chuyện bình thường. Vậy mà lại móc chạy, hiện như chùa mình cũng đang xảy ra như vậy. Cái đám bạn đạo cũ văn rồi mấy nhỏ nó hổn sư phụ, dễ nhỏ gì, nhỏ gì bác sĩ, nhỏ gì hả ngăn á, giờ nó còn đáng không? Cậu nhỏ nó hổn, thích mấy mà coi hộ ra gì, có phải là vô minh không? Con nghĩ nó chánh kiến hay là nó tà kiến? Tại vì nó chấp, nó không bao giờ tin người Việt Nam mình như vậy, là người mình khi dễ người mình cứ đi chậm người ngoài không à, con hiểu không? À nhưng mà ngay cái vùng này á, họ có cục hột sòn 170 pound mà họ không biết á, hả? À, chỗ nó thiệt luôn á, sau này rồi họ sẽ hối hận hết. Trong cái luật Bồ Tát giới của đạo Phật, đứa nào tu nhiều năm sẽ có Bồ Tát giới. Một ông, một vị thầy bình thường thôi giảng pháp cách 50 cây số cũng phải đi ngồi nghe, huống chi cho hộ lòng vị Bồ Tát xuống trần, tình nào cũng lên núi, mà có Phật tử nào lên chảnh không? Đó là phạm Bồ Tát giới nặng luôn rồi đó, không có hiểu chưa? Chứ có họ thiên mình, Phật tử cũng là con của Thượng Đế gì. Đó là lý do tại sao ở vào thời mạt pháp sư phụ không có cứu được hết, 10 là cứu được chỉ có 1-2 người thôi. Sau khi sư phụ đi đó, thì những cái thế hệ sau các con còn ở lại, giống như Hương rồi còn trẻ, con còn trẻ thì sẽ làm tiếp tục bằng cách là phải giỏi hơn bây giờ, phải biết đọc kinh, biết làm mạng, phải biết là tạo ra những cái Telegram group, đứa nào kéo được nhiều người đọc kinh, nhiều người hiểu về thiên tâm thì đứa đó được cha thưởng. Tất cả chúng ta làm ở trên trời, cha là người phát lương, sư phụ chỉ là leader thôi à, sư phụ cũng cần cha phát lương á. Tại vì đứa nào mà kéo được bạn đạo nhiều thì cha mẹ thưởng, đúng không? Sư phụ cũng vậy, sư phụ mà kéo được nhiều người vô thiên tâm về trời thì sư phụ khỏe khỏi phải trở xuống lần thứ hai nữa. Đó là câu chuyện mình đang nói thầy Linh Nhẫn nha, để cho mấy con có kinh nghiệm, đừng có nghĩ là tu cả đời như thầy Linh Nhẫn, từ sáng tới tối à, ổng hả 4 giờ sáng là ổng đọc kinh, ổng lại sám hối. Nhiều lúc không có một cái người nào tới chùa, 7 thì còn làm biếm, nhưng mà 7 đâu có làm biếm đâu, nhưng mà ổng đọc mình ổng, lại sám hối mình ổng, suốt cả ngày tối ngày, mỗi lần mình thụ qua thấy con mình ổng tu, còn bà Thượng Mấy Siêu nhiều lúc không có tu bằng, chỉ có lâu lâu lễ lớn rồi thôi. Bà Thượng Siêu là chủ trì, ổng là phó chủ trì, bây giờ hai ông chủ trì uy tín á. Bây giờ Gia Bất Ngư là chủ trì, 7 là phó chủ trì. Chịu không? Tại giờ là không có trâu thì giờ mình lấy chó đi cài đỡ. Bây giờ chùa Phim Manh bộ nhìn thấy tức cười, không có người lãnh đạo. Thật sự có, tức là Hòa Thượng Minh Siêu cũng thở đẳng không, thở chỗ nào không thấy à, đó
rồi thầy linh nhẫn thì đó không có hiện hữu, ai mà lạ lạ tới là ổng cho thấy luôn. Thì coi như là ổng là ma, nhưng mà ma cao cấp một chút, được mặc áo vàng phải không, còn mấy ma kia mặc áo trắng bay 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 bay. Cho nên đừng sợ, chùa mình vẫn còn chủ trì gọi là permanent luôn, chứ không phải temporary. Hồi xưa còn mang chắc bàm là còn tạm, còn bây giờ là hai ông là coi á, cho nên gắn tu về phim manh tu. Nó tất cả những cái chùa kia đó họ biết là không có những gì họ phát, tại vì chùa đó, đó là có mẹ ở lại trong cái phòng của mình là rất là linh thiêng, trong mắt thường người thì không biết, chứ cái đó là cái cung của mẹ rồi thì rất là linh thiêng. Còn ở ngoài có 6 ông hộ pháp, có ngày Địa Tạng nữa, cái ngày bị thủ tính mang hết vong linh vô cái phòng mà ngang chỗ mà phòng mà mấy thầy Địa Tạng á, là ngày Địa Tạng đứng đó, ngày nói đừng có dời, cứ để vậy đi để cho vong linh tu. Còn ngày xưa sư phụ cứ sợ Phật tử tới rồi cứ đọc kinh mà ngay bên tay phải mình là mấy cái hình vong thì nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà đó là ở chùa, tại sư phụ không có muốn vong linh nhập vô mấy Phật tử ngồi đọc kinh. Thì sư phụ tính mang mấy vong linh vô thì ngài Địa Tạng cản lại, ngài mới nói thôi đừng để cho họ tu chung. Thì cho nên nó có hai ý nghĩa, tại lúc mà sư phụ sơn cái phòng đó rồi, tính là cái buổi chiều đó là mu mấy cái hình vô, ok vô gai ở đâu chỗ, còn chỗ kia chỗ người đời ra đọc kinh. Nhưng mà ngược lại, chùa Phi Minh là người tốt không, mấy ma tu không, cho nên cái gì mới kêu cứ để vậy đi. Tại vì mỗi lần đọc kinh là họ xuống họ đọc tế, họ phụ, đứa nào buồn ngủ họ ký đạo. Từ đó cái giờ cái bàn vong nằm ngay đó luôn đó. Xưa là hộ tính đem cái bàn vong vô trong cái phòng, nó có cái phòng đó nhớ không, hiện giờ cái phòng vẫn trống, phòng giờ để gì vậy? À, ngay cái phòng đó đúng là phòng vong, tại vì để cho bà con thân nhân họ có tới thăm đó, đi cái đường nhỏ nhà bé rồi qua đó là đốt, tại vì còn để chân cái chánh điện cho nó yên tĩnh phải không. Nên chùa Viêm Anh cũng có nhiều cái chuyện để mà lo, nhưng mà bây giờ vô không phòng nó lo đó nữa. Có thầy linh nhẫn đó rồi, thượng đế siêu lo rồi. Hai ông còn ở đó mà vững như bằng thạch. Hồi xưa cái chùa đó là rất là thịnh, khi hai người còn bình thường nó còn sống mà chưa có lộn xộn cái vụ bà Diệu Hương đúng không, là cái chùa rất là mạnh, ở vùng này vô địch thiên hạ bắt ta ly luôn, tổ chức khóa tu là tăng ni về rầm 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 rầm, chứ không phải như mấy chùa nhỏ nhỏ là lưa thưa đâu. Còn bây giờ hai em chủ trì đi, chủ trì phó chủ trì. Có mấy ông thầy Tây Tạng á, mấy ông biết sư phụ là một người phi thường, khác thường, lạ thường, dị thường luôn đi. Nhưng mà mấy ông chỉ nói là ngày nó good heart thôi, mấy ông không có hiểu được cái label ở trên trời sư phụ là cái gì. Tại vì trong cái luật Phật á, mấy ông không biết, mấy ông không dám nói, mà ông chỉ biết là sư phụ có nhiều hào quang, là dị thường bất thường thôi. Nhưng mà ông không có identify được, cho nên không có thể nói. Còn mà nghe mình nói ờ đó là con trời thì mấy ông không có dám xác nhận, tại mấy ông không có đủ tư cách và hiểu được để xác nhận. Con hiểu không? Chỉ có ngài Đạt Lai Đạt Ma hay những vị mà ở trên mạng Phật Thành á, thầy Hằng Lực á, ông biết sư phụ là một người super super phi thường, thì họ rất là coi như ngạc nhiên thôi. Ngài Đạt Lai Đạt Ma cũng vậy, có thể Ngài Đạt Lai Đạt Ma biết sư phụ là thiên tử,
Quý sư phụ là người lập đạo, quý sư phụ là Di Lạc. Còn những gì như kiểu ông Rinpoche này là miễn bàn, không biết. Bây giờ con có gặp 10 ông Rinpoche mà ở bên Tây Tạng qua mà đi giảng pháp có thần thông, ông cũng thấy sư phụ là người gì bất thường thôi, mà ông cũng không có thể biết được là ai. Con hiểu không? Hồi 2008 là 9, khoảng tháng này nè, thường thường cuối tháng 5 là đám giỗ của Hòa Thượng Tiên Hóa. Thì chùa Phi Minh á, là sư phụ là người tổ chức, hay dẫn đám lên chảnh 30 người, năm nào cũng vậy, có thể năm nay mình làm á. Thì lên trên đó thì mình cũng gặp rất là đông người, cả nghìn người, rồi cũng ăn uống rồi sắp hàng. Thì nó có hai cái phần bên ăn, bên nhà bếp bên này, bên kia là chỗ bự cho mấy thầy đồ hàng lực với mấy thầy đó bên kia ăn. Thì sư phụ sắp hàng bên cái hàng Phật tử, mà mình sắp khoảng một tiếng hồ á thì mới tới, vừa tới cách chừng có 2-3 người thôi thì mới tới sư phụ. Có đoạn quá không, dĩ nhiên cái này phải dẹp cái nồi, bà kia đi qua hàng kia. Là nãy giờ mình uổng công một tiếng hồ sắp hàng này nha, sư phụ có không có gì, cũng rất là bình thản. Tại tôi tạo nó ngỏ đó, người Tàu quản lý không mà Tàu công nó Tàu gì cũng biết. Cái sư phụ qua hàng kia cũng sắp lại từ đầu, cũng hơn 30 phút. Thì lúc đó là mấy ông thầy đã ăn xong rồi, thì nguyên một cái đàn mấy ông tăng ni mà áo vàng á đi xuống. Thì tự nhiên cái ông thầy hành lực, ổng không bao giờ ổng mở mắt nhãn, ổng đi ổng nhắm đi nhưng mà ổng không tét, tại vì ổng dùng cái thần thông của ổng á, ổng coi cái đường không à, ổng thấy rõ hết. Ổng cứ nhìn ông thầy hành lực ngầu lắm, bữa nào con lên dẫn gặp ổng đi. Ông đứng ngay chỗ sư phụ thượng đứng khách hàng, có nghĩa là đây tới đây ông ở tay ông để đụng mình được á. Ông đứng thường thường ông không bao giờ ông đứng ngay đâu á, mà tại sao ông đi mà ông đứng thì cái 5-70 tăng ni rồi áo xám áo đen gì mà sao ông á cũng đứng theo, mà ông đứng ông nhắm mắt, ông dùng thần thông để ông nhìn sư phụ. Mà ông đứng gần 10 phút, cả đó, chỗ đó ai cũng ngó, tại sao bữa nay ông lại đứng ngay chân chỗ sư phụ. Là lúc đó là năm 2008-09. Ổng là người ta nói Hòa Thượng Tiên Hóa mất, nhưng mà ngài không có mất, ngài bên cổ vi sư phụ cũng tiếp xúc được mà. Thì ổng là người cũng giống như kiểu dạng nhưng bắt vậy đó, thì tiếp xúc mấy cổ vô vi rất là dễ, cho nên những cái điều hành của Vạn Vật Hành á vẫn là Hòa Thượng Tiên Hóa điều hành, nhưng mà điều hành nói chuyện bằng nhập định qua những cái đệ tử ở Vạn Vật Thành á, tất cả đệ tử đều có thần thông hết. Cái hình má ruột của sư phụ á là bà Cao Thị Hoa đó, là lúc đó á thầy Hàng Lực làm thầy người Mỹ, tên thầy Hàng Xua người Mỹ, ông tên là Xua nhưng mà dịch cho tiếng Việt Nam là Thật, cho nên gọi là thầy Hàng Thật. Ông là người Mỹ ở đường Kelly ở Berkeley á. Thì ổng hồi xưa sư phụ hay ngồi thiền với ổng, những cái thời gian mà ổng như mình biết lại giải thích mình muốn đi tu thôi, mà có duyên đó ổng thương sư phụ lắm, mà mình không biết sao ổng thương. Từng nào sư phụ ổng xuống là ổng gọi xuống, kiệt mày đâu rồi. Thì sư phụ hay ngồi thiền với ông thầy Hằng Lực ở Berkeley. Thì bữa nay sư phụ dẫn đi mấy chỗ cũ, thì hình má của sư phụ năm đó chắc là năm 2009-2010 gì đó, sư phụ để rẳng. Thì lâu lâu sư phụ hiện giờ, bây giờ cách đây trước khi Covid là tới giờ là 4-5 năm sư phụ không có về đó. Cái hình má của sư phụ nằm ở đó chứ không có nằm chùa Phi Minh, má ruột á ở Berkeley. Thì ổng là người đệ tử thứ nhì của Hòa Thượng Tiên Hóa, nhưng mà lúc Hòa Thượng Tiên Hóa tịch á, không có truyền lại cho cái ông này làm chủ trì, mà lại truyền cho ông thầy Hằng Xưa, thầy Hằng Lực. Cái ông này ông ốm nhách bữa nào gặp đây. Bữa nay phụ dẫn lên chẳng, lâu rồi cũng chưa đi.
Thì đó là một ý muốn nói chỗ này là họ thiên chúng ta đó, tuy là ta thiên đạo, nhưng mà cái nôi của Phật giáo vẫn tồn tại được thì phải nhờ vạn Phật thành, như thầy Tây Tạng. Thì từ đó những cái năm đầu mà chú Hộ làm chùa Phiên Mân, rồi chú Hộ tất cả những gì mà chú Hộ nói trên mạng á, mà về đạo á, là chú học từ ở vạn Phật thành, chú Hộ không có học chỗ lạ. Ngày đầu tiên mở chùa Hòa Thượng Liên Hóa cũng là người nói sau này con sẽ độ chúng sanh. Hòa Thượng Liên Hóa trong cái giấc mơ á, ổng dẫn cho phụ đi khắp thế giới luôn, mà đi bằng tay không à. Rồi từ đó sư phụ mới thờ Hòa Thượng Liên Hóa, nên ở điện Phật mình cũng có tượng Hòa Thượng Liên Hóa. Mà mình không có, sư phụ có nói nhiều về Phạm Văn Thành với Hòa Thượng Liên Hóa trên mạng, tại vì họ rất là sensitive, họ chỉ nghĩ mình không hiểu á, họ hiểu lầm mình, nói mình mượn danh rồi này nọ luôn, nhớ không? Nên cũng ít có nói mấy chuyện này nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những gì tâm linh của thời đại này nó connect với nhau. Sư phụ là đệ tử của Hòa Thượng Liên Hóa. Nếu mà nói về cái sắc phàm này, sư phụ có cái bằng của Hòa Thượng Liên Hóa cho Chu Di, hiện giờ đang để trong nhân phòng. Ngoài cái vụ không có thầy nào khác ngoài Hòa Thượng Liên Hóa. Còn như Hòa Thượng Đắc Siêu, Hòa Thượng Như Điển, những Hòa Thượng mà người Việt Nam á, gọi là ân sư hoặc là y chỉ sư, cũng giống như mấy con á, có bổn sư họ thiên là sư phụ. Nhưng mỗi con có quyền có thể đóng sư phụ khác. Ngày mai mà con gặp thầy Pháp Hòa, con có thể bái ổng làm sư phụ, nhưng mà gọi là ân sư, không có quyền y chỉ sư. Nhưng mà ổng nói 10 câu, con phải coi lại 10 câu, câu nào con học được. Còn bổn sư là giống như cha ruột, cha ruột sẽ không bao giờ bỏ con, không bỏ cái thằng hồn con đi lạc vô địa ngục. Nhưng mà mấy cha ghẻ làm sao? Ở ngoài đời giống như thầy giáo cũng vậy, con phải có một người thầy giỏi. Cho nên họ thiên chúng ta cũng là như vậy. Sao? Tại sao cũng mở rộng cho tất cả mấy con họ thiên có quyền, có quyền đi tìm những thầy giỏi để học. Nhưng mà con đã mang họ thiên rồi, sư phụ có về trời hay là hiện giờ, từ chiếc thân cũng có thể giúp mấy con được. Còn mấy ân sư hay này nọ đó thì là mình học để mình khôn thêm. Bây giờ ai mà dạy họ thiên giỏi hơn, sư phụ phải cảm ơn ông đó, tôi không có trách. Nhưng mà làm gì làm, đừng có bỏ cha bỏ mẹ, đừng có bỏ Thượng Đế Phật Mẫu thì mấy con mới về trời được. Còn nếu không mấy con cũng giống như thầy Linh Nhẫn á, nói tam tòng tứ quốc cũng trả lời thầy Linh Nhẫn. Ổng lì lắm, phụ rất là thương ổng mà độ không nổi. Tới bữa nào kia ổng ngồi nói chuyện. Đó là lúc mà những người còn tại thế, sư phụ đưa uống kinh Thiên Tâm không chịu đọc, còn chơi bài là vậy á. Uống không? Bây giờ ổng chết rồi, ổng có thần thông, ổng có ngũ thông, ổng có biết sư phụ là Bồ Tát Thế Hầu Quang, nhưng mà làm sao sư phụ độ ổng được? Tại vì mình đã bên là một cái bài thi, cái giờ thi đã kết thúc rồi, đâu còn thi nữa được. Mất cơ hội nhá. Một ngày mình còn trên giường bệnh, cắm ống vô lỗ mũi, là một ngày đó mình có thể quyết được chuyện sanh tử của mình, đi về đâu của con, quyết định được. Hồi mấy năm mùa hè, thường thường mùa hè, chắc có thể mùa hè này Hồ Vinh Bắc sẽ qua bên chỗ Nhà Trắng á. Nhà Trắng mà trong chỗ anh học ở Chaperon á, cũng cho mấy cái đám dòng, trong đó có mấy cái cặp dòng á, nó cực kỳ lì, nó chết hàng nghìn năm, đủ loại hết, từ loài thú cho tới mọi da đỏ, cho tới mễ, cho tới mỹ trắng, cho tới thời Covid nó cũng tới nó ăn. Tại mình đã lớn mà, đã giống mà, cũng giống như mùng 5 tháng 5 Việt Nam mà đãi thì nó ăn khoái.
à, thiên tử cho ăn thì thích, nhưng mà thiên tử kêu tu thì không tu được, tại không còn thân người, không có tu được, không có cầm cuốn kinh đọc được, và cũng không có đi đứng tự do nữa. Muốn lên điện mẫu đọc kinh nữa, thôi sức máy mộng thần thận cho. Cứ vô chùa thì thấy toàn là mấy cái chuyện phủ phạng thôi, mấy thấy mấy ông thầy làm mấy cái chuyện không đúng thì vong linh bất mãn rồi, rất là khó. Có những lúc mình nói với mấy vong linh mà mọi giờ đỏ, mình nói thôi mày không biết tôi thì mày ai với đạo Phật đi. Ai với đạo Phật tôi không có quen. Cái lại gia thức đó, khi mà không có cái thân người á, họ không có cái feeling đó, họ không có cái thời gian, cái thời gian đối với họ không có, họ không có có đồng hồ như mình, nên họ cứ ở vào cái trạng thái gọi là lơ đãng đó. Nó cũng giống như một người mà phê thuốc vậy đó, uống thuốc overdose phê cái nằm lăn lăn hoài, không cần biết thời gian qua. Thì cái vong linh nó cũng vậy, nó chỉ biết một điều thôi, và nó thèm đủ thứ, cứ đòi ăn đủ thứ, ăn hoài không no. À, con cúng cái gì họ cũng ăn được, nhưng mà họ chỉ ngửi thôi. Cúng pizza thì họ thèm cái mùi pizza thì họ thích, thích. Rồi cái hồi qua chỗ kia người ta cúng bánh bao, mùi bánh bao thích, nhưng mà họ ăn bao nhiêu cũng không no, chỉ họ thích cái mùi vị đó. Thì mình mới có gọi là bốn, hình như bốn loại thức ăn đó: thức thực, tưởng thực, tư niệm thực đó. Thì cái loại mà tưởng tượng ấy, là cũng là một loại đói. Còn bây giờ mình sống, mình thích pizza thì mình ra mua cái bánh pizza mình cắn mấy cái, giống như bà bầu con nghén vậy đó. Cho nên khi mà mất rồi em, thì giống y như mất tự do, mất tất cả, tiền không có mua được đồ ăn. Michael Jackson nó có 1 tỷ 500 triệu, sợ quá. Mày đâu có vô tiệm pizza mua cái bánh được, ai bán cho mày? Mà muốn cái người cúng cũng không ai cúng nữa. Bởi vì năm 2006 anh cái thụ nằm ở Ốc Hiêu, sư phụ thời đó hả, cúng cho ổng dịch chi heo quay mà mua hộp đi cúng cho ổng. Vừa cúng xong ổng bị mấy Mỹ mà trong nghĩa địa Ốc Hiêu ở đây nè, gần đây nè, đường Thu Liên, cho dành đẩy ông ra luôn. Nó đói, nó nằm ở đó gần cả trăm năm, ai cúng cho nó gì đâu. Từ đệ nhị thế chín người Mỹ đâu có cúng, cho nó thèm, nó đói, nó ăn hiếp. Nhất là làm ma mà ma Á Châu mà vô Ốc Hiêu là xong, cho nên phải chôn ở chung khu với Á Châu nghe. Có được bảo vệ rồi không, có. Chứ còn nếu mà chôn mà lẻ tẻ mà để mấy cái cốt mà gần Mỹ rồi với Mễ rồi thôi, khỏi luôn, khỏi ăn luôn. Thân nhân mà cúng cái hả, người thân mình không có ăn được, ma nó dành đồ ăn của người thân mình á. Còn người sống của mình á, cứ nghĩ là mình cúng cái gì thân nhân mình ăn đó có. Nếu mà cúng ở nhà thì mấy ma nó không có về nhà được, tại có lô địa giữ. Thì còn qua mai người nhà mình được cái order right bước vô nhà mình, phải không? Còn con mà đem ra nghĩa địa mà con bại đừng có hòng thân nhân mình ăn. Người Việt Nam mình không có biết chuyện đó. Sư phụ là người tâm linh, sư phụ tiếp xúc, sư phụ biết. Trừ khi người nào mà hiểu được sư phụ nói bữa nay, nó có cái luật, trong Bô Y nó có cái luật giống như luật giang hồ vậy đó. Lần sau á, là cái này là anh sư phụ nói nha, lần sau em có cúng anh á, em vẽ vòng tròn để tên anh trong đó. Hồi xưa lúc mà anh của sư phụ còn sống, ông mê đô la khoát tiền á, ăn nhậu riết mà chết á. Đi Việt Nam làm ăn cái gì cộng riết nhậu ê, bị gan với bị đường á, chết lúc đó có 49 tuổi.
Sư phụ đi vô mấy cái tiệm Long Grand Century Mall này mua mấy tiền đô la đó, hồi xưa cứ đốt đất Mỹ nó dịch hết, cúng dịch quay hay là hay quay nó cũng ai dịch tiền đốt á nó cũng dịch, tiện xài được đó nghe, bệnh cũng có hố lộ nữa đó. Sư phụ mới ngồi trước khi cúng nhà ổng á, sư phụ kêu ba bốn đứa trong nhà đó cứ lấy giấy cọc cọc mà tiền nhàn mã mà tiền bằng đô nghe, viết Ngô Hữu Lộc, Ngô Hữu Lộc mà viết viết cọc cọc vậy đó, rồi vẽ một vòng không, vẽ một vòng ở đây chỗ cái mộ ông đây đi ha, rồi vẽ một vòng tròn ở đây cái để tiền như để ăn ngay đây, còn ở bên kia đó cái bên đó chỗ trống trống á mình cũng làm mâm y như vậy, mình đến mời mời các ta mời neighbor á, mình gọi là danh từ gọi là mời mời các vị vong linh ở ở nơi đây hàng xóm, mà con mà không có cái bàn kế bên á đừng có hòng nó chừa ổng ở đây, tức là con phải cúng hai bàn, chỉ có như vậy thì nhân nhân mình mới hưởng được thôi, nhưng mà mình phải viết tên nữa, đúng như lực đời vậy đó, lực giang hồ bên kia nữa. Tao không có ai cúng tao Mỹ Đen nữa, mễ vô đá ổng văn cụ cụ. Cái xã hội bên kia chẳng có khác gì xã hội của mình, chỉ có một cái là ma quỷ ấy, họ có thần thông, họ biết được và họ không có lo như mình phải đi làm, và họ không có phải uống thuốc vì thân thể họ không có đau đớn bị bệnh, họ cũng không có gì gọi là gấp gáp. Nhưng mà ai mà hứa họ cái gì á phải làm, tại họ rảnh, cũng giống như ai mà rảnh mà một đứa con á, tuần sau con chở má đi ăn nha, bà già thì bà lớn tuổi rồi, thì một đứa con mà cứ hứa một cái là bà ngồi bà mặc đồ sẵn luôn, chờ cuối tuần để con nó rước đi ăn, thì con ma nó cũng yên vậy, nên đừng có hứa chứ mà. Thì thời đó sư phụ chưa có gọi là ở trên chưa có tháo cái tem ra, tháo cái wifi ra, tức là thiên tử chưa, nhưng mà sư phụ tiếp xúc với anh sư phụ, tại sao tiếp xúc bằng cách nào, từ sư phụ giải thích này sao, nhưng mà có tiếp xúc thường xuyên luôn, ổng làm đủ trò hết. Đến khi mà ở trên mình thấy cái wifi của ra là, tức là gỡ cái ấn đường của sư phụ ra để mà ở trên biết là sư phụ ở đâu để mà trên theo dõi á, bắt đầu vào những cái thời tận thế đó thì trên bắt đầu giờ chót mới gỡ ra, rồi bắt đầu sư phụ mới làm cái gọi là lễ quán đảnh, sư phụ có cái phim lễ quán đảnh đó, từ đó sư phụ mới là officially. Còn thời trước đó là cha thả xuống để cho tự bơi, tự học, tự có compassion, tức là tự buông bỏ, thì lúc đó cha mới lụm về. Còn nếu xong lúc đó cha cũng quỷ xác đi luôn nếu mà sư phụ làm sai. Thì tới ngày hôm nay thì đến lúc mà thời tài danh thực thì đó thì là bắt đầu lập ra cái đạo này đó. Chứ nếu mà không á mất uy tín của cha làm sao. Cho nên tất cả các hàng đệ tử phải hiểu, phải bảo vệ cái thiên tâm, bảo vệ sư phụ, đừng có bị tà danh sắc thực thì. Một mình sư phụ lo là một chuyện, nhưng mà hàng đệ tử cũng phải có bổn phận đó. Trở về ông anh, thì khi mà con cúng một cái vong linh thì con phải cúng cho cái người hàng xóm cái bên đó ổng ăn được, nếu không là ông có bị nó đánh đi ăn hiếp tối ngày. Hiện giờ ông nằm ốp hiu. Đến sau này khi mà sư phụ tiếp xúc được với Thích Long Bạch Long rồi thường xuyên rồi, những năm 2011, 12, 13 rồi đó, khoảng 10 năm trước, thì lúc đó mấy vị mới dạy, giờ ngài muốn cứu cửu quyền trong linh thì phải đặt tên cho họ. Sư phụ phải đặt tên hết, tên ba, tên má, tên mấy người chết. Ba sư phụ là ngôi ăn sến, đặt là thiên nhân sến. Má sư phụ cao đi qua là thiên thiên gì đó, thiên đi qua,
thiên thiên hết. Thì trong nhà cho hộ có 6 người, có một đứa em gái nó chết khoảng năm 75, nó tuổi con mèo, nếu nó sống rồi nó cũng 4 mấy tuổi. Lúc nó chết sư phụ lớn hơn nó khoảng 4-5 tuổi, nhưng mà sư phụ nhớ thấy nó đi nguyên thời đó nít đó, mà nó chết một lần cả hàng xóm, nó chết cả trăm đứa đó. Thì bệnh ôn dịch gì thời xưa không biết, nhưng mà người ta ở đó người ta nói là âm binh, cho nên đứa nít là từ 5 tuổi tới 3 tuổi là chết láng hết, mà chết nguyên xóm vậy, nghĩ là đạch vậy đó. Trong đó có nhỏ em mà khi nó thành ma đó, nó cũng lớn lên đó nha. Thì đến Hồng Nguyên rồi trên núi cũng nằm mơ cũng thấy có bà chị lớn lớn tuổi, tại nó cũng theo, nó biến theo cái tuổi của người đời có cái đó nữa. Thì cho cô cũng đặt tên hết, thiên hết, rồi nhờ Chích Lâm lúc đó mới chuyển về. Hôm nay thiên chúng ta đám đệ tử chủ nhật tụ tập thì mấy gì cũng vui, Chích Lâm cũng vui, mới hiện ra cho mình thấy, không thấy không? Thì có nghĩa là cái gì? Mấy con cũng là sư phụ, dĩ nhiên là người thiên tử thì mấy gì bảo vệ sư phụ, mấy gì cũng là bạn của mấy con rồi đó. Mấy con còn ở chơi với Phật, với Thánh, với Bồ Tát không? Rồng rồi. Trên thế giới có ai được cái đó không? Con suy nghĩ đi. Vậy mà bữa mình quay cái hình đó đó, Xích Lâm rõ ràng trên đó, từ ngoài ra còn mấy gì khác nữa. Họ phải expect là, ủa tại sao cái mây không đúng nhất? Đó trời, nó vô minh. Mà cái người Việt Nam mình á, nó thật á, nếu mà sư phụ là người Đài Loan hay người Hồng Kông hay là người mainland China, người Tàu đi, là họ để sư phụ lên đầu, họ tôn trọng rồi. Chỉ có người Việt Nam mình là bị cộng sản nó nhồi sọ riết, thật ra giống như không ai còn có một cái gì mà để hiểu về tâm linh, hay là hiểu về Thiên Ông Sơn là như thế nào, hiểu về Ngô Tấn Kiệt là như thế nào, họ không có biết nữa. Rất là buồn á, người Việt Nam thấy gì rất là cực kỳ vô mình. Cũng may phước con nhóm mấy con còn hiểu được. Đó là đại phước trên đời này á. Đức Thầy đó, xưa có nói, trong kinh có nói, ai mà có phước thì thấy rộng trên mấy. Còn mấy con thấy hoài phải không? Lên Thiên Ông Sơn mấy con gặp hoài đúng không? Đức Mân thân thấy, cảm nhận nữa. Vậy là Đức Thầy nói là sao? Ai có phước thì mấy con có phước. Họ đâu có phước đâu. Mình để lên, mình cho họ coi. Ôi sao mây mà không nhúc nhích? Cái đó chỉ mây thôi. Như vậy đó là phá cái luật âm dương rồi. Mấy vị rất là hiện hữu với mình, mấy vị nói chuyện với phụ là all the time, dùng chữ all the time á. Còn hiện trên mây như vậy là một cái vô vi mà tạo một cái đám mây như vậy, cũng mà gió nó khỏi ầm ầm kiểu đó. Con tưởng là mấy vị dễ làm à. Thành thông là thành thông, nhưng mà nó ra một cái hình để cho mình có cái picture bằng cái naked eye, một cái nhục nhãn của mình mà nhìn thấy. Đó là một chuyện cũng là rất là hiếm rồi. Từ xưa giờ mây đâu, mây tức là mây tròn tròn. Ở này có miệng, có mắt, có mũi. Nhưng mà mấy con zoom ra bự bự đi. Húng chi mắt của sư phụ, mắt của anh Bắc là bằng kính, là vừa xua luôn. Cái dài dài đó là bạch long. Cái bên đây á, xích long cuốn xuống vậy. Đâu, bây giờ đâu phải lúc nào mấy gì cũng nguyên một cái hình dài cho con thấy. Có thể mấy gì cuốn lại đúng không? Miễn sao là nó có cái nguyên thần ở đó. Bây giờ đến lúc này á, mình có chỗ đẹp gì? Hồi lúc mua này á, cũng 600 mấy chục nghìn, nó bán 675 đồng một square feet. Cái này là 1.000 qua phía, là 600 mấy chục nghìn, thuế cái này nọ, mình sơn, mình làm phòng này nọ, gần 300 nghìn nữa, coi roughly 1 triệu. Cái dàn máy này 570 nghìn là cởi bỏ đi. Mục đích là gì? Để mình có cái vậy nè, ngồi nói chuyện vậy, tụ tập.
Nhưng mà hôm nay mình cũng phải bỏ cái 1 triệu này đi về nữa. Là sao? Là thì cái đám vô mình á, nó xẹt vô cửa này, nó quýnh sư phụ á, giết thì nó không giết. Mà cái đám cộng sản nằm dùng dưới lầu này nó ghê lắm đó con. Thấy đi vô mình, tại sao người Mỹ không không làm gì mình đi? Cái nước mình bị người ta ăn hiếp cũng là người Việt Nam mà. Mày á, mày muốn mở cửa núi hả? Mày phải qua tao nghe kìa. Ông Việt Nam. Tức là người mình không à. Ở chỗ này cũng vậy. Lâu nay á, gần mình không có sinh hoạt đây, phụ lo đây mở thành nói gì mới xua nó quá. Lỡ Đức Thầy qua cũng có một chỗ cho ông ngồi phải không? Mà hồi xưa đó, mấy vị kia mua cái này đi thì sư phụ mới mua. Mua Thiên Long Giang ở trên mẹ với mấy vị cho mua mình mới mua. Mua Thiên Long Cung ở bển cũng vậy. Sư phụ làm gì cũng đều phải có approve ở trên. Sau này Đức Thầy sẽ về San Jose mình đó con. Ngồi ngay đây nè. Sư phụ mua cái ghế mới rồi, xua luôn á. Cho nên sư phụ mới làm cái này. Lúc đó sư phụ sẽ ngồi dưới này. Ừ, tôi đưa ông qua Mỹ nữa. Ngày đó không xa đâu, mấy con gắng chờ đi. Rất là gần. 1 triệu%. Tôi bảo đảm luôn. Hả? Nhưng mà khiêu khiêu kiểu này không biết còn sống để gặp không. Nhưng mà Đức Thầy sẽ tới đi, sẽ qua đây. Rồi sư phụ còn lúc mà đi ra cái này á, sư phụ tính ở đây coi nè. Này nó quan trọng lắm. Bây giờ thì mình ca đi. Chứ sau này không có xe đậu vô, mình chặn cái đó, chặn cái đó. Là Đức Thầy đang nói chuyện. Thì lúc đó nó sẽ không còn cộng sản nữa nha. Lúc đó thì không còn những người chống đối với mình nữa. Mà lúc đó họ chỉ có quỳ là lại thôi. Nhưng mà muộn rồi. Cả mấy thằng chống cộng, mấy cái thằng ô chống cộng mà cực đoan cũng đang ghét mình. Mấy thằng cộng sản nằm vùng ở vùng này nó cũng đang ghét mình. Cho nên hiện giờ ở cái thế gồm mấy cộng sản mà thân chung cộng bệnh cũng đang ghét mình. Cho nên bây giờ mình phải trở về núi. Bữa hổm thì mình đi vòng vòng bây giờ mình về lại. Mà lâu lâu mình cũng trở ra đây để mình sinh hoạt chút. Để mấy xưa cái dàn âm thanh nó còn quớt nữa không. Cái sau này ở trên này là chỉ có hàng đệ tử của mình đứng để mà ấy thôi. Cái vòng ngày sẽ đứng ngay chỗ đó mình dọn sạch quá không. Rồi sạch đứng ở dưới không có. Dây điện đồ để sẵn đó. Lo câu câu dây ngoài luôn. Ghim vô một cái là một cái lo khổng lồ ngoài. Gì thiệt tức là thiệt, giả tức là giả. Mấy con cứ nhẫn nại chờ, cũng giống như phụ nhẫn nại chờ. Cô chỉ ước kia phải vô hàng đệ tử mình, một con Edwin bằng tuổi với Cao Đồ. Ổng đã mở, ổng thuộc dạng giống như sơ thiền á, là ổng mở ra được Thiên Nhãn Thông. Ổng rất rất là thương và tôn trọng sư phụ. Vợ gia đình ở bên Austin nó không về mà cứ miệt mài ở nút để mong một ngày gặp được sư phụ nói chuyện nửa tiếng và ổng mừng. Bữa nay sư phụ nói chuyện ổng nhiều ổng mừng.
cái ông đổi giá là em ở lại, còn Ngọc Anh bệnh kịp về. À, mà nếu mà cao độ mà chịu lên ngồi thiền mà mở nhãn thông ra được cái nữa mình sẽ có hai. Tại vì ở cái tuổi già quá trẻ có nghĩa là sao, khi mà ở cái tuổi này như tuổi của Edwin á là dễ buông bỏ hết mọi thứ, còn cái chuyện nãy kể con á là không có đúng rồi. Thì cỡ ông Edwin á, ông buông bỏ, con ông cũng lớn thì cái đầu ông không có lo lắng nhiều, không có lo lắng nhiều, nó cũng y như cái mặt hồ á, mà tịnh lại thấy được mặt trăng vậy đó ha. Thế còn cái tâm của mình mà động con, động cái, động đủ thứ thì làm sao mà thấy được thiên tử. Ổng bữa nay ổng thấy á, ổng viết cuốn sổ, ổng nói ông sẽ nói cho con biết sư phụ là một ánh sáng cực kỳ. Mà sáng ổng nói thật sự bộ ánh sáng dữ dằn lắm. Có ổng cho từ hai cái tá không mà rồi ổng nói chuyện với tôi ngồi, tôi nói ông ngửi sao về sư phụ, nhớ trong đời ổng chỉ có gặp một người thôi. Bây giờ ổng là ai biết không? Ổng là professor mà ổng làm việc chính phủ, ổng đi khắp thế giới, ổng dạy cho nước này nước kia, ổng đi qua Arab Saudi, ổng đi khắp thế giới. Ổng đâu phải người bình thường, ổng đâu phải một giáo sư bình thường, ổng đi dạy tất cả các trường đại học trên thế giới. Hôm nay làm đệ tử thì phụ ý thì phụ phải nói ngã mạng để cho con sự so sánh. Thì mấy con chưa có ở cái, bởi vì tại sao thì phụ phải yêu cầu tất cả đệ tử làm gì làm mỗi ngày mà muốn thuận hoài với huynh đệ tỉ muội phải đọc thời kinh cho sư phụ, rồi phải ngồi thiền 15 phút là ít nhất trong một ngày để mình lắng động lại, để mà mình giữ lại được cái thế hộ thiên của mình. Còn nếu mình không làm cái đó là mấy đứa con á, mỗi ngày mắt mờ, tâm mờ thì mắt nó mờ, sẽ không có nhìn thấy được, thì không có trân trọng được những gì mình đang có. Rồi lúc đó cái nghẽ cái chắc lên một trống thì bị đọ là từ cái đó. Nên làm gì làm phải đọc kinh năng nghiêm, phải ngồi thiền mỗi ngày ít nhất một lần. Còn nếu nào bận quá một tuần hai lần thì cũng ok. Còn nếu mà không đọc thì từ từ ấy, sẽ bị chắc tướng. Tại mấy con không có mở thiên nhãn thông như ông Edwin với anh Bắc thì mấy con sẽ chắc tướng. Cái ông nội này ông cai dễ ẹt nhưng mà cai dở như vậy á, con về con nghe nhớ cái chỗ dở đó, đúng không? Là cái đó là làm cho con happy vậy. Thì là cái điểm thanh thì phụ đưa vào cái chỗ dở hay á, thì là nhớ cái chỗ hay cũng là điểm thanh đưa vô. Cái âm thanh cái phụ có thần thông mà, phụ là xuống trần để kế thừa một vị Phật Di Lạc Thứ Thiệt, Đức Thầy Thứ Thiệt và Phật. Phụ là hàng đệ tử, là hàng thánh Bồ Tát, trên mình có Phật thì chỉ đưa nụ cười cho nhân loại và đem cái sự công bằng cho thế giới, chứ không có bao giờ mà lấy nụ cười của người ta đi, hay là ở trên núi có sáu số, số cuối cùng là phiền ai, chú cũng chẳng có làm phiền ai. Thế là tử hại, không có làm đó không? Dạ con mới. Hôm nay đâu ai ngồi nói chuyện với ta. Hôm nay mình đang ca mà, muốn ca tiếp mà muốn nói. Sư phụ nói liên tục từ hồi năm này qua năm nọ, ngày này qua ngày nọ, mấy con nghe ông chán rồi. Nghe hoài nhưng không chán. Thôi bữa giờ thằng Anh, bữa giờ mình ra mấy cái clip rồi coi. Mới còn từng ra hai ba clip mà nghe ông chán rồi. Hỏi vì sao tôi nghe tâm nó sáng đó, sư phụ.
Năm bây giờ cứ nghe nghe mấy thầy giảng thì đọc sách giảng tới giảng lui ngu ngủ không. Những cái triết lý mà trong luật Phật á, cộng với một người mà tu tập những mấy thầy á, thì người ta nói theo cái danh từ của trong chùa đó, nghe nó rất là hiền từ, và đâu ra đó dùng những cái danh từ gọi là mỹ miều không, đúng không? Thì mấy con nghe nhưng mà thật sự nó không có thấm vô cái ý để mình hiểu cái tác dụng. Mỗi lần mà nghe sư phụ á là mấy con phải có một cái công thức mới gọi là khai trí, chứ không phải là gu ngủ. Còn nếu mà gu ngủ thì mấy con tự lên trên mạng mấy con bấm, ví dụ như mình muốn học kinh A Di Đà, mình bấm Hòa Thượng Thiên Hóa kinh A Di Đà thì ổng giảng cho nó thì cũng còn hay hơn mấy ông thầy giảng nữa. Còn nói là phải kinh nghiệm đời nói. Giống như nãy sư phụ kể mấy chuyện thiệt không, chuyện toàn lễ quên là thiệt, chuyện mà ra nghĩa địa ông anh của sư phụ là thiệt, chuyện của thầy Thinh Nhẫn là thiệt. Thì mấy con nhiều đó thì mấy con nắm được cái công thức rồi. Thì ra cái xác phàm mình á, giá trị vô song, mình đừng có để mất phí một ngày nào, đúng không? Còn như mấy con vô trong chùa mấy thầy nói cũng nói tương tự vậy, nhưng mà nói rồi qua khỏi cái giảng đường là quên hết, không có áp dụng. Nếu mà áp dụng được á, Phật tử hôm nay á, không có là bị bệnh nhiều, và không có mặt của bác nào bác nấy á, là giống như là cặn như bánh phồng vậy. Con cứ tìm Phật tử đi, có bà nào cười đâu, ít lắm. Nhưng mà ở trên dạy mình sống thế gian mình phải vui, mình phải cười, mình phải happy thì mình mới bớt bệnh tật. Lúc đó mình mới đọc kinh đó, mình mới hấp thụ được nhiều. Còn Phật tử á, đi vô chùa hay là làm một cái tổ chức một cái khóa tu gì đó, giống như mỗi công thức thôi, giống một quân đội đi diễn hành của ngày hôm đó. Gold light, yeah, and white, yeah. And then rays shot out up, shot up. Yeah, like this, okay. This way, and straight, and all direction like that. At that time, you may face that right there, right? That table right there. But I would walk in and you start seeing it, right? I saw it when you were sitting at the table up there. That far away? Yes. 500 feet far away, you still see me with that? Oh, yeah. Oh. When that morning, I walked up. Mm-hmm. From down the Buddha hall, and I saw you. I saw you, Sufu, over there, and you were talking with a lady, a girl, mm-hmm. Someone I couldn't tell. I saw the hat. I saw you were busy. You were talking. With many people around you. And I sat down. I was gonna not. I didn't want to bother you. You'd come up and disturb. So I sat down and waited a little bit. And then I decided I'll meditate. And I did meditate, and I opened my eyes every once in a while, and Sifu was still talking, and so I kept meditating. I don't know how long. And in the meditation, all of a sudden, I saw this bright light. Inside my body. Yes, I was looking up at the table, and the bright light. And then I also saw some people sitting around me, all around. How many people? More than 10. More than 10? That's all my God. More than that. Yeah, I don't know. My for God. Sure. Yeah, it's my God. Sure. But the thing is, how many color you see on my aura? Aura. I don't really see. More than five, maybe six, seven. Seven? Hard, seven. They kind of. Many. Yeah. I wasn't counting. Yellow, right? Yes. Yellow. Yeah. But yellow. Super bright. But those rays coming out were yellow
like from a star or something. You know. But the normal people you see is only one aura, right? I didn't notice the aura for me. I didn't. Yeah. It was kind of they were taken together. Yeah. And I was in shock. Yeah. And I saw it for a long time. I'm real. Yes. I'm real. I'm not real. Just that. It's real. Yeah, it's real. And then I just watched. I heard noise. I heard you walking and I heard your voice. Oh, also, I heard at the beginning, just very far away, and I could not hear your secret voice. Mm-hmm. But when I started meditating, I could hear the voice. Yeah. Right. Remember you say that in Vietnamese. Okay. I know your voice. Bình thường ông không có nghe nhưng mà ngồi thiền thì ông nghe. Yeah. So my sense of sound was better. So that means you, if you want to understand, I speak in Vietnamese. You need a meditation to get it. Because in meditation, there's no need to translate to English. That's what I want. It's true. That's what I want to Yeah, do. You meditation and you understand exactly what I said. Doesn't need a Google translate. We don't need that. It's your meditation. So I'm going to work a lot harder. So at least I have one prophet, one student, at the first level of meditation, and you can see me. Many this brother, sister of you cannot see me, except in back, you know, and you, and some high Rinpoche. So you tell them I'm very bright light. Sifu is real. Real. Real God, huh? I've never seen a light like that before. There's a sun there with the rays coming out. It's different. I've never seen anything like that's that. That's why every time I am dẫn an mẹ là giống như đi thăm, then I communication with my parents. They see the light. They know exactly what I'm thinking. And now when I'm thinking, when I'm sick, so that will tell everything in the spiritual world. Yeah, I have brother and sister. When they come, they say, I'm missing doing this, I'm missing eat this, I'm missing drinking. It's the lie, they affect everything. Yeah. God, they kind of like super skin doctor. Human being, we have energy. That's why later on, when you meditation, you see people around you. Only one aura. Now you can recognize who is fake monk. Fake monk don't have many right light like me. They are dark or gray. Only one light. Very thin, very small. Meditate là khi cái sâu cái trong cái da khỏi người không hay là mình ngồi yên đó mình không thấy. Nó còn chậm. Mở to mẹ nhãn không. Chứ không phải là sức hồn. Yeah, that's because the mountain have pure energy, it happened to me. Also near me, I give you energy. If you go home, you don't have that much. After I saw you through that way, I called the airport and canceled my seriously. That morning, I had... Give me a bite. So I'm your real master, the story, right? The story, I canceled the ticket. I had a flight at 2 o'clock that day. Uh-huh. And I walked up from meditating, and I saw Sifu, and I looked at my clock, you know, time to go to the airport. Yeah. But I thought, no, I'm going to sleep. So I meditated and I saw the real Sifu. I canceled the ticket. And I'm here. I'm still here. I want to study more. But out there,
You, I have about 20 million thien last name. They don't see what you see on me. They still wonder I am tell them the truth or not. If I tell everyone the truth. All I can say is they all of you can see it. All you need is just keep practicing. You can all you can all do it. And if I can do it, you can all do it. I know. Now you are the third or the fourth of my students know how to do it. The two girls have been up here before, see like this before. But after this, she don't pass it, and then it still go away. If she pass it, it's just like a very ritual. Yeah, you need to continue practicing. I'm very, very determined. Oh, very determined. Oh, yeah. Well, you have to have belief, strong belief in order. Ông này ông nhìn thấy Hào Quang chứ bộ, ông cancel vé máy bay luôn. Còn Hào Quang chứ bộ sáng quá thì sáng, bảy dòng Hào Quang sáng quá, ông gần như ông cancel vé máy bay luôn, ông ở lại luôn. Đây sư phụ tôi thiệt đó. Nhưng mà trong mê thấy anh nghe được. Đây khi nó cái nhãn với nhĩ nó đi chung một cái hệ thống thần kinh. À, con mở ra được một thứ cả mũi nữa. You will smell everything, you will see everything and you will hear most of things. It's the same nerve. Yeah. If you open one, open all. Yeah. I look forward to it. Lúc phôi, một lắm mở ra hết. Tại vì cái mùi ngửi, như mắt, hai. Thấy được mấy kiếp trước ổng luôn, nghĩa là ổng lên tới thứ ba ở đó trở lên. If any time, if he abandon this body, he will assist at least level number 8 or higher. Yeah, at least. Well, at the time you still wear the human form and you achieve this level, that means you go very high up. Not too many human beings out there can do it. In a million. One in a million. Yeah, you. Very high. Okay. I have a lot to learn though. We have 36. Level in the sky. You are number 7. And you come down here in a mission. It's not like normal people just come down here because they punishment. You are mission. You love teaching. You've been on this planet for many thousand years. Before maybe the arrow thing. It's true. Yeah, you teaching, you bring the English to this country. You know, before George Washington. And up to today. So I told you your background. That's right. Yeah. In this body, I don't remember my background. But I know. But I told you. I know that Chifu knows. And I can meditate, and when I can see again, yes, I will know too for myself. Yes, exactly. More because you are reading and stories in your memory up here. It's very small, and that's the only thing you bring home. Our home is in the heaven. Our home is not here. Here is just a play for us to practice, a play for us temporary, to help ordinary people. Some is punishing to become a poor human, or handicapped human, or pain poor human, or cancer. They all are karma. And we are me and you, and most of us here, we come here for a mission to help other people doesn't have a high knowledge like us to go home, to recognize our parents, to be compassionate. So we're all volunteers. Yeah, we all volunteer. Volunteer team. Volunteers. We are volunteer. Yeah. Welcome to the Earth planet. I am team leader. Yeah. Yes. You are a second team leader. We are volunteer to jump down. And we will all go home sometime. Oh yeah, we'll
you will see all of us up there again, because we do we in the same boat. Most of your friend or your real family in this life, sometimes they don't understand what heaven. They might be stay here, stuck here, but we all will meet again in the heaven. One of his analogies is like we're all paratroopers. Oh. We jumped out there, yeah. You know, we scattered. Parachute. Yeah, and then, you know, now we gather, we group yeah. together to, you know, build this. Yeah, like some of the military, they have a thing they call fast rope. You in the helicopter, they have a rope they put down, and you slide down the rope fast. Yeah. And then you're there. Yeah, but we're not. Yeah. Parachute comes before the distance. Much higher. You are the first volunteer. Yeah. It's been too long. Sao mà giờ trời tụi con recognize nhau được tại ở Earth mình cái form mình khác. Mà con. Hiểu nhau hết. Giờ cho con có đổi bao nhiêu form, bao nhiêu hình dạng, đều biết nhau hết. Trên đó thần thông ghê lắm. Cái memory nó giống như 10 terabyte vậy. Còn cái này nó không có tới chút xíu, 2 mét là không. Trên kia ghê lắm mà. Thần thông nó chứa nhiều đời chứ. Nhớ. Nếu mà dù không nhớ là làm sao dù xuống đây để mà continue. Tại vì con người của mình nó phải có đạo, cái background phải tu tập rồi. Cái background mình đã làm những cái chuyện tương tự những đời kiếp thì hôm nay mình mới làm được. Còn cái người mà củ quyền vừa đầu thai vô á, hoặc là thú dữ được đầu thai vô á, nó còn lăn lộn ăn tươi nuốt sống ở dưới. Nó không có cái tánh giống gì. Cho nên tại sao mỗi con người của mình, mỗi khu nhà giàu ở Palo Alto, Los Gatos, mấy đó là chữ thiên không á, nó mới có cái level cao như vậy. Còn những người tại sao khu ở ít Palo Alto, nó ở đâu, ở dưới kia lên, thì nó đầu thai làm chung con người mình, nó có người là Atula, có người là chữ thiên xuống, đúng là con người. Atula là mấy thằng làm thuê giúp mướn, mấy ngàn cướp, mấy xăm mình, mấy ôm lát quậy. Và Atula giữ, còn chư thiên thì những người như chúng ta biết kính lễ thần linh, biết sợ thế giới vô hình, biết buông bỏ, biết cái thế gian này vô thường, không có dính vô nó nữa. Dính là dính vì con cái nợ nần nghiệp, nhưng mà bỏ thì giờ lên núi đọc kinh nữa là biết buông bỏ rồi. Dễ gì, có nhiều người á, sư phụ thấy trong vũ trường già 70 tuổi còn nhảy là tưng kêu tu không biết tu là gì nữa. Nói gì tu gặp phải. You pick how the best name to be on human being or the overall of human being. Yeah, maybe that's a good name. Maybe it's something like that. It's, yeah, overall. Because most of people are attractive on overall. They put some kind of name, so make a lot of people attractive, and they want to be like you. Get a lot of rich people. They want to be healthy and peaceful. And see what you can see. You know, some guy paid $30 million to go SpaceX. Just look at the Earth and come back. So what you see yesterday, a lot better, yeah. Right? That's right. So why have to go out there and pay $1 million? You go inside. No, see by your real eyes. Yeah. Yeah. So you need to write some kind of the overall of human, how to get the overall of human. Aura, yeah. Pick them, and you're going to pick them. How to make it happen? By the way, I saw you. To be who you are, ignore everything,
and you will see your past life, many life, a thousand years, many human form, you will see again. Yeah. Okay, and we don't know what we are physically. We think physical. Yes. And the thinking and the physics, the physical is such a small part of what we are. Yes. But everyone concentrates on that. Yes. And they forgot the big thing. Well, even worse, they forget it, and they also say, doesn't exist. It doesn't exist. I don't see it. It's not there, you know. Because they never prove, they never see what you see. They don't have that. That's why, okay, I am the best scientist, the best professor, and I don't see it. That means no human being can see it. So that's why they come up the wrong answer. Hello, I come. Hoa Lan nè. Scientists, they have a big ego. If I don't know, no. No one know, and I will write a book. Okay, this is not a sin, and all heaven is not a sin. So you will make that up. Say something different. Different from that. Yeah. And also me, you know. So there are only three play in the world. That's God too. Number one is in Vietnam, Núi Cấm, right? This is number two. And the number three, I think, I don't know, maybe Jerusalem. The play for the God come in and out. Yeah, just like an airport, in and out, you know, for God. This is the place. Not too many mountain around the world have it. Maybe Himalaya. Yeah. Maybe that's the place for pastor to become God. But doesn't mean God go up and down on that mountain. So I'm talking about go up and down. Oh, yeah, you know. It's like travel place. The airport. Yeah, airport. Yeah, we call it up and down. This is a very unique place. They're going to protect you, but they will tell me to tell you, do not follow what you see in your meditation. Ignore everything, be who you are. They know everything you do lately up here. Everything you see is correct. Okay, just confirm, make sure everything you told us is correct. It's true. They say true. But from now on, your meditation, be who you are and know everything you see and do not follow that. Don't get attached to. Yeah. Like watching TV. Yeah, and ignore it. Yeah. let them come and go by itself. Yeah. Okay. For yourself, just be who you are and you will sit in meditation. But I've been asked my God, they protect you already. They're okay for that. Yeah. They just told me. Yeah. I want to confirm, make sure you are okay. Yeah. They say now you're okay because you've been listening from the beginning. I told you, I know everything you see in your meditation, right? Yes, you did. Yeah, yeah. Just do exactly as I said and you'll be okay. And then one day, you will be different. You will have a big, successful, big outcome.
I'm very determined. But don't follow that. Yeah. Don't follow what you see. Just kick them away, ignore them. Like that. Cái thổ địa cho nhà con ở Dallas á. Dạ. Ông tên là Chino. 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 Oh, dạ. Mà ông A Hồ là boss của ông này. Dạ. Thì gần về cúng ông. Cái nhà này hai chồng ở họp. Ồ vậy hả? Ông ơi gì ta? Chino.